Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi thảo luận trang 30 sách giáo khoa sinh học 12 với đề bài như sau. Tại sao đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn là đột biến đa bội? Lời giải chi tiết như sau. Chúng ta sẽ xét hậu quả của từng loại đột biến này đối với cơ thể động vật và đối với cơ thể thực vật. Thứ nhất, đối với động vật, đột biến lệch bội làm tăng hoặc giảm số lượng một vài nhiễm sắc thể, gây mất cân bằng của toàn bộ hệ gen, làm cho thể đột biến không sống được, giảm sức sống hoặc giảm khả năng sinh sản. Đối với đột biến đa bội, động vật thường rất ít khi bị đột biến đa bội. Thường chúng ta chỉ gặp những thể đột biến đa bội ở cơ thể động vật, những loài sinh sản lưỡng tính hoặc trinh sản. Thứ hai, đối với cơ thể thực vật, đột biến lệch bội tuy không gây hậu quả nghiêm trọng như ở động vật, nhưng thường ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của loài. Ngược lại, đột biến đa bội trên cơ thể thực vật khá phổ biến, và thể đa bội sẽ có tế bào to, sinh trưởng tốt và thường được ứng dụng trong trồng trọt. Nói một cách khác, đột biến đa bội có lợi đối với cơ thể thực vật. Như vậy, từ phân tích trên, ta có được kết luận đột biến lệch bội thường gây hậu quả nặng nề cho thể đột biến hơn là đột biến đa bội do sự tăng hoặc giảm số lượng của một hay một vài nhiễm sắc thể một cách khác thường đã làm mất cân bằng của toàn bộ hệ gen. Các thể lệch bội thường chết, giảm sức sống hoặc giảm khả năng sinh sản. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận trang 30 sách giáo khoa sinh học 12.